nó hết phòng rồi. Cái con cá này rất là nguy hiểm nha các bạn. Khi mà đến sông Bé câu mà các bạn thấy cái dây câu mình, cái thẻo câu mình tự nhiên bị đứt á, là do con cá này nó cắn đứt. Bởi vì cái hàm răng của nó rất là sắc, đụng vào cái gì nó cắn đứt tay á, đụng vô miệng nó đó. Thôi thả mụ này đi ha, phòng lên nè, phòng lên, phòng lên, thả đi ha, nó giả đò đó, tí nó quay chạy đó. Nay trời mây xanh đẹp ghê à. Hôm nay chắc không mưa đâu ha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì nước sông lên nhìn đã ghê luôn. Đây, nước sông lên. Đấy, có màu đỏ đỏ đỏ, màu đục đục lên rồi đó. Và bữa nay câu chạch lấu rồi có vẻ có lý nha. Đó thì hôm nay mình câu bằng mồi trùng. Quá trời luôn, tới mùa này trùng không có sợ thiếu nữa. Đây có một ít cám nè, ít cám bữa trước mình đi câu nó còn dư cái mang về này vẫn còn câu được. Cái cám này là cám câu mồi, cám câu cá mè dinh, mè dảnh và cá sát, cá dứa ở sông Bé. Các bạn nào mà muốn đánh thử thì mình kéo xuống phía dưới đó, mình có để cái phần công thức ở dưới phần mô tả đó các bạn xem ha. Đó, cám này câu đơn, mình hay làm câu đơn thôi. Nó phải bóp ít 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 vậy. Wow, này nước lên đúng không, ngập cỏ hết các bạn ơi. Đây, chỗ này tí nữa câu chạch của lý lắm á. Rồi bây giờ xả câu liền. Ồ, này nước sâu quá nha, đã ghê. Bữa nay trùng nhiều à, mình câu trùng trước thì khi mà cái nước này nè, cái nước mà đỏ đỏ đục đục như vậy nè, thì các bạn hạn chế không có câu đừng bằng trái sung nha. Tại vì khi mà câu bằng trái sung thì nước đục quá, cá nó không có thấy mồi. Cá tra thì mình không rành, nhưng mà về con cá chấm á, con cá chấm cỏ đó thì nó sẽ giống như là rơi trạng thái mù luôn á, xa xa là nhìn không thấy. Nên là mình câu trái sung nó không có nhạy đâu. Với lại mình cũng không có khuyến khích các bác câu trái sung luôn nha. Tại vì trái sung thì mỗi nơi mỗi khác, chỉ có cái vùng sông Bé thì nó có cái đặc trưng riêng đó thì mình câu được, chứ nhiều sông khác mình không có đảm bảo đâu. Rồi, con câu thôi. Nước đục như vậy thì câu cá lăng, cá chạch đồ nó hay hơn. Ba con đó thì nó không cần nhìn mồi, nó cũng vẫn cắn câu được. Giờ cắm ở đây một cây cần câu tay hen. Rồi. Bây giờ nó cám câu thử cái cần này coi, hai cần mấy mà, cần câu trùng cần câu cám này. Thử mấy phát rồi sao nè. Rồi. Mồi đây mấy các bạn ơi. Giờ liền xuống câu thử. Trời, cá nó kéo hết mồi luôn các bác ơi. Rồi, dính rồi, dính rồi các bạn. Mới thay cám xong lên nó dính rồi. Ui, chạch lấu, chạch lấu, chạch lấu. Đúng chưa, chỗ đó mà. Nước đục đục này câu chạch đã lắm. Đây, một bé đầu tiên rồi.
Chết rồi, bữa nay cái vỏ đựng cá bạn bạn nó cầm mất rồi. Nè. Mọi đơn giản chứ các bạn, thả câu ngay chỗ đó mà dính chặt lấu đó. Lấy cái gì đựng bây giờ? Nè, đổ cái xô ra. Ôi, một em dảnh nữa nè. Con chạch chưa kịp gỡ nữa mà dính hàng rồi các bạn ơi. Đã chưa? Mà tiêu rồi, bữa nay mình tệ quá rồi. Đi câu mà không mang kéo, không mang dao theo luôn. Bây giờ mấy con cá này không biết lấy kiểu gì nữa. Nãy giờ mình lay hoay riết. Không có mang một cái gì theo để cắt được hết. Đau đầu quá. Đây các bác ơi, 15 phút hộ được một con cá chạch với một con cá dảnh trong đó. Con chạch này nó leo giỏi lắm các bạn ơi. Cái xô này để là nó leo ra chuyện rất bình thường luôn, cho nên mình lấy lá cây hay cái gì đó mình xả vô cho nó đỡ sợ, nó đỡ leo. Không, tí này nó leo mất á. Ở đó cá ăn các bạn ơi, cá ăn kìa. Ủa, hai cần giật một lúc luôn. Giờ sao? Từ từ. Đây nha. Ui, con chạch khủng. Trời ơi, con chạch to thế kìa. Wow, ôi con chạch lá luôn. Mình đeo cái này vô cái. Thấy không, mình nói rõ ràng mình vừa vô bãi câu mình đã kêu là nước này con lăn con chạch sướng mà. Đấy, trời ơi. Con nó kìa. Ôi, phê chưa các bạn ơi. Để mình kìm cách cầm nó lên. Trời ơi, đó có con chạch nè. Con béo mấp luôn các bạn ơi, chọc bá luôn. Đã chưa, để mình gỡ nó ra, gỡ ra cầm lên ha. Rồi, mình gỡ ra các bạn ơi. Rồi, nhìn con chạch nè, to chưa? Chạch lấu đúng chuẩn luôn ấy. Thấy bạn ơi. Rồi, vô đó nằm đi ha. Quên lấy, chưa lấy lá cây để bỏ cho nó. Ồ, con chạch hẳn hoi luôn. Cái cần kia nó cũng dính cá nãy giờ các bạn. Dính cần câu cám á, nãy giờ dính cá không biết còn vậy dữ lắm. Đây. Đấy rồi. Giật lìa lìa luôn á. Cái lưỡi này mình nghiên cứu lại. Xuống tiếp rồi nè, mới có chút xíu mà thấy răng răng trong người rồi phải không? Đã thiệt. Đây, vừa lên được một bé cá sát nữa các bạn ơi. Nó giật nhẹ quá, mình tưởng không có dính cá, không có quay lại. Này cá quá trời quá đất luôn. Đấy, hên hên được lâu lâu được bữa các bạn ơi. Xuống dưới đi. Rồi, hai cá chạch, một cá dảnh, một cá sát. Wow, quá đã. Cá cắn quá ác luôn các bạn ơi. Để nó nhịp cái nữa cái này. Ê, đừng kêu hơi sảy rồi nha. Ủa, để mình kéo thử coi. Cá nó giật mạnh lắm. Vừa ra camera cái là nó im luôn. Đây các bác, cá sát này nó ăn mồi cám nha. Đấy, mồi cám này dính cá mè dảnh cá sát luôn á. Từ từ nó đâm cái chảy máu chết rồi. Đây, cám này có thể câu được cá mè dảnh cá sát cái gì nữa ta, không biết. Nên là các bạn biết đây là cái con cá gì không? Ờ, sao không mét ta? Từ chờ mình xíu. Anh ta, các bạn biết đây là cái con cá gì không? Nè. Cá triền á các bác. Cá triền.
Đó, lâu lâu nó mới gặp cái con này, chắc bữa nay nước nó lên á, nước lên cái nó bị bơi đầu về chứ. Ui, cá cắn mạnh chứ bạn ơi, chờ mình xíu nha. Wow. Rồi. Một bé mè chảnh nữa. Đang chém gió mà nó làm mạnh quá phải chạy ra. Đây nè các bạn, một con mè chảnh, con này ăn cám nữa nha. Cái cám mà mình để công thức dưới phần mô tả đó, các bạn muốn câu các bạn tham khảo dưới nha. Đó, cho các bạn xem lại con cá triền nè, đẹp lắm. Cái con này ăn rất là ngon, con này chiên giòn lên cuốn bánh tráng ăn ngon lắm. Này như cá thác lát vậy, nó chỉ có một cái phần bụng phía trước chút xíu vậy thôi à. Thì cá sông bé này nó theo nước các bạn, theo con nước chứ không phải ngày nào cũng có đâu. Cứ bữa câu được bữa câu không, chứ không phải ngày nào cũng như ngày nấy, nó khác mấy sông kia. Bữa nay chắc hên cá về đó. Thôi sẽ cần câu nữa thôi. Ui. Cá ăn rồi các bạn. Chói dữ vậy ta. Hai con lượt luôn. Con ăn cám với con ăn trùng nha, bắt hai con cá sát luôn nè. Mẻ lên hai con thì kéo nặng dữ, tưởng cá lớn các bạn. Nè. Cái cám này câu cá sát cũng được dữ chứ. Con này to nè, cá sáng này to nè. Đấy. Ôi, cần này cũng giật nữa nè. Các bạn. Hai cần luôn. Rồi. Có cá dính rồi. Còn sao im ru người ta. Em dảnh nữa các bạn. Trời ơi, mày dảnh rồi. Mày dảnh về nhiều rồi. Đấy. Con tầm tầm vậy không nè. Như chưa nắng đứng cái cá nó ăn yếu lại. Rễ riết của mình à. Chưa đứng nắng cái cá nó ăn yếu lại rồi các bác ơi. Hồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ nó giật giật rì rì nhẹ nhẹ không. Úi trời, nắng nó nãy giờ không để ý nữa. Được mớ, tí nữa về cái sổ ra cho các bạn xem ha. Đây chỗ nào mát mát. Ôi, đâu mà cá nó đi đâu hết rồi, nãy ăn dữ lắm mà. Cần này quăng nãy giờ không dính gì hết trơn. Á, à, con cá tràng. Cá tràng nó chút ác rồi các bác ơi. Thôi để gỡ cho mình đi. Bữa nay có cá tràng lên rồi nè. Đã chưa. À, con nhỏ xíu. Con này mà các bác soi nó ra nắng là mình nhìn xuyên người được luôn á. Đây. Bên đây chứ. Đi. Rồi cá ăn các bạn ơi. Chờ nãy giờ. Ôi. Một con cá chốt chuột. Đây con cá này hay nè. Lâu lắm rồi mới câu được á. Để mình hạ camera xuống cho bạn xem ha. Đây các bạn ơi, nè. Đó, lâu lắm rồi mới câu được. Bữa nay chắc là nước về rồi cá nó về, tùm lum loại cá nó về. Đây là gọi là cá chốt chuột nha các bạn. Tại vì cái miệng nó nè, các bạn nhìn rõ cái miệng nó nè. Y như cái miệng chuột vậy. Nó chúm chúm lại đấy. Kêu ế như chuột vậy. Đẹp không? Đó, cho vô luôn.
tùm lum, bữa nay tùm lum loại cá về luôn mới ghê chứ. Trưa đó, bây giờ tới tầm 11 giờ mấy, 12 giờ rồi. Mình ngồi tầm 1 tiếng, 2 tiếng nữa mình về. Ô, cá giật kìa. Dở lên thử coi có gì không. Nó rỉ mồi, rỉ hết mồi luôn rồi. Đây, để chắc nước ra coi, mình thay nước mới nha, cho nó có oxy á. Cho nó sáng giờ câu được bao nhiêu rồi. Rồi, lợn. Ủa, cũng nhiều quá các bạn ơi. Mình chết hết rồi rồi, mấy con này. Bỏ nó lên đây cái nó không có oxy, nó ít á, nó chết hết trơn rồi, có bùn dưới nè. Rồi, uống chưa. Rồi, chết ngắt hết trơn rồi, hồ con chạch nè. Chặt to phê chưa các bác ơi, ổn quá. Chuyện này chắc phải về sớm sớm xíu không nữa, cá nó ương hết. Rồi, để coi tình hình sao. Hôm nay trời đẹp quá, mình phải quay mấy cảnh mà mây nó bay 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 vậy đó. Đó, trời đẹp đó mà câu được có một xíu buổi sáng rồi các bác ơi. Trưa này cá hết ăn. Ồ, dính rồi, dính rồi, dính cá rồi, dính cá rồi. Bạn thấy không? Đó. Để giờ mình tắt cái máy ảnh kia, mình bật lên mình quay cho bạn xem ha. Ủa, mạnh lắm trời luôn, cá dẫn chứ. Dính cá rồi. Ô, này dẫn to chưa. Đây con mè dảnh nó chà bá vậy, hàng chi là nó giật khí thế luôn, giật mạnh quá trời các bạn. Nè, đã chưa. Đây, cho vào đó đi, làm thêm mấy con nữa rồi về. Con vừa rồi là nó, cái con mới vừa câu là nó ăn cám các bạn, bài cám rất là hiệu quả, xong bé luôn. Thì bác nào muốn biết thì mình kéo xuống phần mô tả, mình để công thức ở dưới nha. Rồi, rồi kéo cám về thôi. Ấy gì một con chốt chuột nữa. Thôi bữa nay cái đây có chốt chuột nhiều quá. Câu được hai con là nhiều rồi đó. Đây đây. Ủa, con chốt chuột này nó to hơn con hồi nãy. Chốt chuột. Đây các bác ơi, đẹp không? Con này nó cái bề lưng của nó rất là dài luôn. Đi như con cá chốt vàng vàng. Kêu á, kêu vậy, kêu vậy. À, quá đẹp. Cho vào đó. À, được cá chốt chuột á. Cái này hai con đó, nhiều quá. Đợt câu hiếm dính nó lắm. Thì bữa nay quên mang, không phải quên mà là bạn nó cầm cái giò cá này không có cái gì đựng hết trơn, chết trơn. Các bác đừng có chửi nha, mình quên thôi. Mà thật ra thì mấy cái đó nó cũng không có quan trọng đâu các bạn ơi. À, đi câu đối với các bạn quan trọng nhất là gì? Mình không biết, nhưng mà với mình á, quan trọng nhất là làm sao để con cá ăn cái mồi câu của mình á. Nếu mà có con cá ăn cái mồi câu là thành công. Còn mấy cái chuyện kia nó phụ lắm, nó không có quan trọng đâu. Mình làm cỡ nào làm, mình cỡ nào sắm đồ, nhưng mà cá nó không ăn mồi câu của mình thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Kìa kìa, nó giật các bạn thấy không? Đó, quan trọng là cá, mình quăng cái mồi câu của mình xuống nước, rồi ở dưới nó có cá và cá nó sẽ ăn cái mồi đó là thành công. Cái gì mà nó giật cái cần ria ta?
À còn cái vụ nữa là mình bữa giờ mình hay đi quay phim mà mình che cái mặt như vậy nè. Không phải chảnh không có gì đâu mà các bạn có nghe hồi xưa không? Ông bà già xưa cũng hay có cái câu là cái gì đẹp khoe xấu che. Ờ thì mình cái mặt mình không được đẹp thì mình cố gắng mình che nó đi. Còn ví dụ như những cái cảnh mây mây hồi nãy nó bay rất là đẹp thì mình quay mình ưu tiên nó, mình cho nó lên hình. Đó. Thì cái gì đẹp thì mình cố gắng mình sẽ quay lại, còn xấu thì thôi. Mấy bác đừng có quan tâm cái đó làm gì, không quan trọng đâu. Ê, một con trùng nó đang đào thoát. Mày bự. Đi đâu đây? Vô bịch. Cắn quá nó chui ra, coi trong. Thôi một em nữa vừa quăng xuống luôn. Đây các bác ơi, con này nó mập ghê á, vừa quăng xuống được rồi, chưa được 3 phút nữa. Thì với cục cám này á, không phải là một cục đâu, tầm mình mua một lần là 30 mấy ngàn á. Bịch cánh tanh, tanh nặng 10 ngàn, cánh tanh nhẹ 10 ngàn nè. Mình hủ tinh sữa 10 ngàn là 30, với bịch nước cốt dừa 5-6 ngàn nữa, tầm 35 ngàn. Mình mua về mình trộn một lần một ấy. Cái mình cứ mỗi lần đi câu mình dắt cục theo, mỗi lần đi câu mình dắt cục theo. Câu đâu hết đâu. Cứ để nó không sao, để nó câu cả tuần 10 ngày, nửa tháng cũng sao hết trơn. Cám này để lâu được. Thấy không, bữa nay mình câu cám này nó cũng lên cá đều đều thôi. Nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Kìa kìa kìa, cá giật kìa. Ăn câu nữa rồi các bác ơi. Ê, con giảm to nữa. Quá đã. Ủa, cái này mà ngồi tới chiều chắc hơi nhiều cá luôn đó các bạn. Đây. Nè, mọi người tới chiều chắc quá trời quá đất. Thôi, nắng quá trời, nãy giờ cá cũng ăn nữa. Thôi sáng về các bác ơi, đói bụng quá. Bây giờ coi tình hình, đó, sáng giờ câu được tình này nè. Câu kết hợp cám với lại kết hợp cám với trùng á. Được như này, con tự nhiên con xong tự nhiên bây giờ được về cũng khá lắm các bạn, được con chạch to chưa nè. Đấy, chà bá luôn. Nó chết hết rồi, uống ngay bây giờ về mần liền chứ không để nó ương hết. Quá chừng à, mấy con cá rảnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cá rảnh.
hai con cá chóc chuột với mớ cá cá sát, hai con chạch nữa các bạn, hai con chạch nha. Đấy, quá đã luôn. Hôm sáng còn về về bằng cá cái ươm hết trơn à. Trưa này nó ít ăn quá. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Bấm giùm mình cái nút like với ai chưa đăng ký kênh với mình nha. Mình tạo điều kiện cho mình làm những cái video tốt hơn nha. Cảm ơn các bác rất nhiều. Bye bye.